tiếp tục đi quay máy cắt mọi người. Thì cái máy này là thật sự của nó là cây 95G. 95G vậy đó, nhưng mà Ấn Độ nè. Độ tem 100m. Với phần cái hộp số thì xài hộp số 100 mọi người. Cây mấy độ hiện tại thì cũng đang thả cặp cái đường mương mọi người. À, anh xử lý ngay chỗ góc cua nha, có cái hàm đưa ngoài luôn. Thì nói chung là máy này chạy cũng khá là nhanh nha, chạy dữ lắm mà thì cái hàm tổ chản luôn. Này thì thấy cũng có lúa nó ngã ngã mớ chuột cây chuột lại xong rồi. Rồi giờ tiếp tục có thể sở các chỗ góc cua này nha, cũng lấy bao luôn. Rồi tiếp tục là cây 95 mà độ tem 100 với hộp số độ tem 100m với hộp số 100m nè mọi người. Thì chạy cũng khá là dữ nha. Đó, nhưng mà cái đồng này nó chạy như mà xe địa hình vậy đó. Thì đồng này nó cũng đâu có bằng đâu mọi người. Nó cao thấp, nó nhô lên, nó thụt xuống quá trời luôn. Đó mọi người thấy không? Niễn đây, niễn người kia, nó cắm xuống, nó ngắp mỏ lên. Đây, tiếp tục là cây mấy độ nha. Hiện tại cũng đang cắt về. Tiếp tục phượt vô cái đám lúa ngã. Máy sao nó nghiêng con bên trời. Máy này cắt tốc độ cũng khá là nhanh mọi người. Ở trong màn hình nó thấy nó chậm vậy chứ ở ngoài mình quay là nó chạy rất là nhanh nha. Là cây 100m nha. Hiện tại giờ máy cũng đang cắt về. Thì cái khu đó thì lúa đứng nha mọi người. Rồi bắt đầu tiếp tục ảnh di chuyển vô đám lúa ngã nè. Rồi bây giờ mấy anh mới kéo đang kéo lúa nha mọi người. Anh đang ve lại nha. Giờ là đang lấy cái đường thẳng đang dễ lên mọi người. Rồi bắt đầu di chuyển ra từ từ nha. Nước máy nó vấn đề gì mọi người. Rồi qua cầu từ từ mọi người. Rồi lên nha.
rồi lên tới bờ mọi người. Rồi tiếp tục anh mới kéo thì cũng ra lấy lúa luôn, đang đi qua cái dĩ cầu. Quá trời lúa bỏ đây nè. Cái cây máy này á, nếu mà thật sự của nó là 95, chỉ có cái dán tem với hộp số với bánh tám à mọi người. Hộp số thì 105x, tem cũng 105x, nhưng mà thật sự sát máy đồ thì nó là 95 nha. Đúng ra 105x của người ta có bên trường, còn cây này thì không. Chứ bằng cái thùng suốt nó ngắn hơn mọi người, cái máy nó cũng ngắn hơn nữa. Thì cái đồng này nó khá là bự mọi người, tôi quay đợi máy rất là lâu luôn. Thì ở khúc này thì nó nhỏ, sắp hết rồi nha, sắp xong rồi. Còn khúc trên thì nó bự. Đây, tiếp tục là cây mấy độ nha. Bữa nay gió quá mà mọi người xem thông cảm cho mình nha mọi người. Gió quá nói tiếng không có rõ. Thì có thằng anh chạy bắt chuột mà không dính mọi người. Máy chạy khá là xa thì anh rượt theo. Đó, tiếp tục vô đám luôn ngã nha. Lúa ở đây thì trúng thì nó cũng trúng như mấy mọi người. Nói chung là tạm ổn. Cắt nha mọi người, thì hiện tại là cái đồng này thì còn một vài lam nữa xong rồi. Lam này lam nữa là xong rồi mọi người. Mấy này cắt cũng khá là mau nha. Đó, anh quay lên. Quay 180 độ luôn. Hiện tại thì cây mấy độ này cắt lâm này thì cũng được xong được hơn phân nửa rồi mọi người. Thì anh mới kéo cũng đang đứng đợi lấy lúa đang di chuyển vô luôn mọi người. Thì mọi người coi kênh mình thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh mọi người. Trong video có gì sai sót mọi người nhớ comment cho mình nha. Để mình chỉnh sửa và tạo được nhiều cái video mới hấp dẫn hơn cho mọi người xem. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha mọi người, để có những cái video nó hấp dẫn hơn nữa mọi người. Mới kéo cũng kéo lúa ra luôn mọi người. Thì anh này kéo ra thì mình cũng xin phép là kết thúc video đây luôn nha. Thì hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai và những video tiếp theo nha. Lên dưới cầu thôi, mình kết thúc video luôn mọi người.